Công an thành phố Huế vừa bắt nhanh nghi phạm gây ra vụ giết người cướp của xảy ra tại số 86 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế vào ngày 6 tháng 12 năm 2012. Nghi phạm là Lê Hoài Sơn, sinh năm 1988, quê ở xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, sinh sống tại số 18-92 đường Lê Đại Hành, phường Tây Lộc, thành phố Huế. Trước đó, Sơn đến nhà nghỉ An Bình ở số 86 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế thuê phòng. Lấy lý do muốn xem phòng trước, Sơn đã lên phòng 2.4 của nhà nghỉ và đóng cửa. Khoảng 5 phút sau, có một cô gái đến tìm Sơn. Thấy vậy, chị Hoàng Thị Thạch Thảo, quản lý nhà nghỉ, lên để yêu cầu khách xuất trình giấy tờ thì nghe tiếng kêu cứu. Lập tức, chị vừa chi hô điện báo công an phường, vừa nhanh chóng khóa cổng giữ đối tượng bên trong nhà nghỉ. Ngay khi nhận tin báo, công an thành phố Huế huy động lực lượng cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường khống chế, bắt gọn nghi phạm. Tại phòng trọ 2.4, lực lượng công an phường phát hiện một nạn nhân nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương và không mảnh vải che thân. Tại cơ quan công an, nghi phạm bước đầu khai nhận do quen biết từ trước với chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1981, làm chủ quán cắt tóc tại đường Phan Bộ Châu, thành phố Huế. Sau khi hẹn chị C lên phòng 2.4 khách sạn An Bình quan hệ, thì giữa Sơn và chị C phát sinh mâu thuẫn. Nổi máu cô đồ, Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị C. Khi thấy chị C đã ngã gục trong nhà tắm, Sơn đã chiếm đoạt nhiều vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn màu vàng, điện thoại di động. Gây án xong, đang chuẩn bị tẩu thoát thì Sơn bị lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố phường Trường An ập vào khống chế và bắt giữ. Nhờ nhạc đâu thì anh đâm vào nơi bụng. Thì theo thì hình như cũng nơi bụng luôn. Sau khi đâm xong thì thực hiện hay gì vậy? Sau khi đâm xong thì tẩu cũng sợ với tẩu bị lâm rắn mới tẩu thấy cái tay có vang mới tẩu nói thôi lại vang đi trộn. Sợ công an bắt vừa đi ra bị công an bắt. Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thừa Thiên Huế củng cố hồ sơ, điều tra vụ án giết người cướp tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.